Xin chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ quay lại cái vở bài tập trong lớp 1 tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài 50 phép cộng trong phạm vi 8 trang 55. Bài cộng 1 là bằng 8. 6 cộng 2 là bằng 8. 5 cộng cho 3 là bằng 8. 4 cộng 4 là bằng 8. 3 cộng 5 cũng là bằng 8. 2 cộng cho 6 bằng 8. 1 cộng cho 7 bằng 8. Bài số 2, tính 7 cộng 1 8, 2 cộng 6 bằng 8, 3 cộng 5 bằng 8, 4 cộng 4 là bằng 8, 7 cộng 1 là bằng 8. 1 cộng 7 cũng giống như là 7 cộng 1 à. Hai số này giống nhau, cũng bằng 8. 2 cộng 6 hoặc là 6 cộng 2 cũng là bằng 8. Cái này tương tự vậy, cũng bằng 8. Cái này 8 cộng với 0 là bằng 8. Bất kỳ với số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó, có nghĩa là 8 cộng với 0 cũng bằng 8 là chính nó. 7 trừ cho 1 còn 6. 6 trừ 2 bằng 4. 5 trừ cho 3 bằng 2. 0 cộng với 4 là bằng 4. Rồi tiếp theo. Bài số 3. Tính 1 cộng cho 3 bằng 4. 4 cộng cho 4 là bằng 8. 4 cộng 1 là 5. 5 cộng cho 1 này là bằng 6. 1 cộng cho 2 là 3. 3 cộng cho 5 là bằng 8. 3 cộng cho 2 là 5. 5 cộng cho 2 này là bằng 7. 2 cộng này là bằng 5. 5 cộng cho 3 là bằng 8. 2 cộng 2 là 4. 4 cộng cho 4 là bằng 8. Bài số 4. Viết phép tính thích hợp. Bên này bao nhiêu bạn đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bạn. Ta cộng cho bên này bao nhiêu bạn đây? 1, 2, 3. Bằng 8 bạn. Tổng cộng trong cái này là 8 bạn. Rồi. Tương tự, bao nhiêu cái nốt bên này đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta cộng cho 1 cái bên này. Nó bằng là 8. À, 8 cái nốt. Rồi bên này tương tự vậy. 1, 2, 3, 4 con thỏ. Cộng cho bên này mấy con thỏ đen này. 1, 2, 3, 4 con thỏ đen. Tổng cộng là 8 con thỏ. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học tiếp theo.